Mới đây, truyền thông xôn xao thông báo Lưu Hương Giang Anh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau 10 năm chung kết. Được biết, cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn, bắt đầu không hề là chung kết. Liên lạc với chung kết Lưu Hương Giang Anh Hồ Hoài Anh thì cả hai đồng loạt không nghe điện thoại. Điều đáng nói, cách đây không lâu, chung kết Lưu Hương Giang Anh Hồ Hoài Anh vừa có mặt bên trên chương trình Một Tiếng Kể Hết Anh kể chuyện tình yêu của cả hai rất chi là ngọt ngào. Trước thông báo này, cư dân mạng rất chi là hoang mang. Rất nhiều bạn chờ đón thông báo bắt đầu từ phía nữ ca sĩ. Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang bắt đầu nên duyên chung kết Ando năm 2009 sau 4 năm hò hẹn. Đám cưới của cặp trai tài gái sắp nhận không ít sự chăm lo từ truyền thông Anh người hâm mộ. Sau gần 10 năm kết hôn, bộ đôi có với nhau hai cô đàn bà xinh đẹp. Mỗi khi có dịp nói tới bạn đời, Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang luôn dành riêng cho đối phương các lời có cánh.